không gian nhà bạn đang cực kỳ chật hẹp, hay đơn giản bạn chỉ đang cần tìm thêm một chiếc giường để gia đình nghỉ ngơi hoặc là dịp cuối tuần mời khách ở lại. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu sofa giường thông minh mã hiệu M08 sẽ giải quyết vấn đề này cho bạn. Mình là Tuấn Cường, đến từ Fulica Sofa Thông Minh. Mẫu sofa giường M08 vừa thiết kế cực kỳ tối giản, tông màu trung tính sẽ dễ dàng phối hợp với tông màu nội thất nhà bạn. Với việc lược bỏ hai cánh tay hai bên sẽ giúp người dùng tối đa hóa diện tích sử dụng của sofa. Về kích thước sofa dài 1m9, chiều sâu 70cm, cao 85cm. Kích thước khi mở thành giường: chiều dài 1m9, chiều rộng 1m1, chiều cao 45cm. Với kích thước như vậy thì mẫu sofa giường M08 sẽ rất phù hợp với các không gian phòng khách có diện tích eo hẹp. Về chất liệu, sofa giường nhập khẩu M08 sử dụng chất liệu vải thô cao cấp, chống bám bụi, thân thiện với người sử dụng. Các lớp vải của ghế và đệm đều có thể dễ dàng tháo rời, thuận tiện vệ sinh và thay đổi. Khung ghế bền chắc được làm từ hợp kim thép sơn tĩnh điện chống hoen rỉ, kết hợp với khung gỗ tự nhiên đã qua xử lý chống mối mọt, chống cong vênh. Với thiết kế 2-trong-1 như vậy, sofa giường M08 không chỉ đơn thuần là một chiếc sofa mà còn có thể biến thành giường chỉ với vài thao tác đơn giản. Bước 1, chúng ta kéo xét và kéo phần chân của sofa ra. Bước thứ 2, dùng tay ấn nhẹ lưng sofa về phía trước, đồng thời ngả từ từ về phía sau. Ngược lại, để biến sofa thành giường, chúng ta thao tác như sau. Dùng tay nhấc lưng ghế của sofa lên từ từ, từng bước, từng bước. Như vậy là sofa đã trở về vị trí ban đầu. Một điểm cực kỳ đặc biệt ở mẫu sofa giường M08 mà không một mẫu sofa giường nào có, đó là chúng ta có thể lật lưng sofa theo hai chiều, chiều dọc lẫn chiều ngang, giúp người sử dụng có thêm chế độ nằm thư giãn khi đọc sách hoặc là xem TV hay chơi game. Như vậy là Cường vừa giới thiệu đến các bạn mẫu sofa giường thông minh mã hiệu M08. Chưa bao giờ các bạn có thể sở hữu một chiếc sofa giường đơn giản và dễ dàng đến như vậy. Fulica cam kết bảo hành 3 năm đối với phần khung cứng và 1 năm đối với phần vỏ và mút. Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trong nội thành Hà Nội, bán kính 12 km. Đồng thời hỗ trợ tháo lắp vỏ miễn phí trọn đời của sản phẩm. Mọi thắc mắc các bạn có thể comment xuống bên dưới hoặc gọi điện trực tiếp đến hotline để được tư vấn miễn phí. Thông tin chi tiết Cường sẽ để dưới phần mô tả. Ok, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào.